Bát rời thế này làm nồi lẩu gà là hợp lý quá đi còn gì nữa. Trời bắt đầu vào đông rồi, nhìn nồi lẩu bốc hơi nghi ngút lên là thấy ấm hết cả người ra rồi. Món lẩu mà được nhiều người ăn nhất và dễ chế biến nhất chắc chắn là lẩu gà. Vừa dễ mua nguyên liệu, lại dễ làm, dễ ăn thì tội gì mà không thử. Để chuẩn bị nước lẩu thì tôi sẽ để riêng phần chân, cổ cánh gà ra để ninh nước trước cho nó ngọt. Ngoài ra thì sẽ thêm hành củ, gừng và xả đập dập. Nước lẩu hôm nay tôi không dùng thêm xương heo để cho nước dùng ngọt thanh và ít béo. Còn các bác nếu mà thích nước dùng ngọt và béo hơn có thể hầm thêm xương hồng heo để lấy nước nha. Sau khi đã đập dập hành, xả và gừng rồi, chúng ta bắt đầu nấu nước dùng nha. Trước tiên thì các bác xào thơm hành, tỏi và gừng lên, rồi cho tiếp phần cổ cánh gà vào, xào sơ qua mới đổ nước vào nhé. Phần nước dùng này thì tùy vào từng gia đình sẽ có những cách chế biến khác nhau. Tôi thì hay xào sơ gà rồi mới đổ nước vào. Còn nếu mà không thích xào gà trước thì các bác xào hành, chả, gừng thơm lên rồi đổ nước vào. Đun sôi lên thì thả gà vào. Để cho nước lẩu đẹp mắt thì khi nước lẩu sôi lên các bác nhớ hớt bọt đi. Gia vị nước lẩu thì tôi dùng muối, hạt nêm và nước mắm thôi. Nêm nếm làm sao cho nó vừa ăn là được. Vì nhà tôi ăn lẩu chia làm hai phe, một phe thì không ăn cay, còn phe còn lại ăn lẩu mà không cay là không ăn. Nên là tôi phải nấu nước dùng không cay rồi tí nữa chia ra làm hai phần sau. Tôi sẽ thêm cà chua bổ mùi cau, dứa xanh thái lát vào nồi nước dùng để tạo màu và vị chua nhẹ cho lẩu. Cho dứa vào lẩu sẽ thơm hơn, cộng với vị chua ngọt nhẹ ăn rất là ngon. Nếu mà không thích hoặc là không có dứa thì các bác có thể bỏ qua. Lúc ăn thì thêm một chút chanh để tạo vị chua, thêm củ khoai môn nữa nha. Khoai môn thì các bác gọt vỏ, rửa sạch rồi thái miếng và chia làm hai phần. Một phần cho vào nồi lẩu trước cùng cà chua và dứa để đến lúc ăn là sẽ có khoai chín ăn luôn. Phần còn lại thì trong quá trình ăn lẩu sẽ cho vào, chứ cho vào cùng một lúc ăn không kịp khoai sẽ nhừ nát ra. Trước khi cho cà chua, dứa và khoai môn vào thì các bác vớt hết xác hành, gừng và xả ra nè. Giờ tôi sẽ đun cho khoai môn chín thì tắt bếp, đến giờ ăn sẽ chia nước lẩu ra sau. Trong quá trình chờ khoai chín thì tôi làm rau dần. Đến mùa lẩu rồi, cảm giác là các loại rau đa dạng hơn. Ăn lẩu tôi rất là thích ăn cải thảo nha. Cải thảo thì tôi cắt xéo xéo ra thế này để đến lúc thả vào lẩu ăn cho nó vừa miếng. Các bác đừng thái nhỏ quá, thả vào lẩu sẽ không đẹp mà rau nó nát. Nấm thì tôi dùng nấm kim châm vì nó dễ mua mà lại còn rẻ. Ngoài ra thì các bác có thể dùng thêm nấm hương cho nó thơm hoặc là thêm các loại nấm khác tùy thích. Rau cải ngọt thì tùy vào độ dài ngắn của rau để các bác cắt khúc nha. Đây là toàn bộ rau ăn lẩu của tôi này. Ăn lẩu gà thì không thể là thiếu rau cải cứu được. Ngoài ra thì rau cải cúc mùa này bắt đầu có bán rồi, ăn lẩu rất là hợp luôn. Bí quyết để cho gia đình hòa thuận khi ăn lẩu của tôi đây chính là nồi lẩu hai ngăn nhà bia, hay còn gọi là nồi lẩu uyên ương. Đây là em nồi mà thể hiện sự tinh tế của các bác dành cho đối phương nha. Bên nào mà ăn cay và thích chua thì thêm sa tế và chanh vào. Bên nào mà không thích ăn cay thì để nguyên nước dùng là ok la rồi. Nồi lẩu này thì có hai ngăn, kèm theo hai mức nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt khi ăn, đặc biệt là sôi rất là nhanh. Em này thì gia đình khoảng 5 đến 6 người ăn thoải mái thả ga. Để tăng tình nồng ấm cho gia đình thì mùa đông lạnh lạnh thế này, các bác làm ngay nồi lẩu là ngon lành rồi. Mùa hè nóng nực thì tôi không nói, chứ trời mát mát lạnh lạnh thế này nhà có khách thì cứ auto lẩu cho tôi. Làm vừa nhanh vừa tiện mà lại đỡ phải rửa bát lắm. Quá là hợp lý cho cái cuộc tình này. Các bác chuyển luôn cho nó nóng nha.